Thưa quý vị, thưa các bạn, là sản phẩm của ngành thủ công truyền thống, các sản phẩm gốm sứ không chỉ mang đậm nét văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu của cuộc sống hàng ngày. Đồ gốm ở nước ta cách này khoảng 4.000 năm đã trở nên rất phổ biến trong đời sống sinh hoạt của cư dân. Các làng nghề gốm sứ Việt Nam luôn ghi đậm những dấu ấn lịch sử trong văn hóa dân tộc. Có thể kể đến các làng gốm nổi tiếng như gốm Bát Tràng, gốm Lái Thiêu, gốm Bắc Ninh, gốm Chu Đậu Hải Dương, gốm Bồ Bát Ninh Bình, gốm Cây Mai, gốm Biên Hòa Đồng Nai, hay gốm Vĩnh Long, gốm Phước Tích Thừa Thiên Huế. Làng gốm Bồ Bát được xem là làng nghề gốm sứ thuở sơ khai, là tổ nghề của làng gốm Bát Tràng ngày nay. Với việc áp dụng khoa học công nghệ và sự hỗ trợ của máy móc mà các công đoạn làm gốm đã được giản tiện đi rất nhiều, các sản phẩm làm ra đã tinh hơn và chất lượng hơn. Các sản phẩm của xưởng gốm Bồ Bát được nung ở nhiệt độ 1.300 độ với nguyên liệu đất sét độc đáo, đã tạo nên một loại gốm không có nồng độ trì, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng, cũng như giữ được nét đặc trưng, độ bền bóng của men, hạn chế sứt mẻ. Đối với tôi thì một số những cái gì về truyền thống thì mình nên giữ, còn vào một số những cái nó có thể hỗ trợ về sức lực con người, máy móc can thiệp vào giúp cho sản phẩm nó được chất lượng hơn, tinh tế hơn và năng suất hơn. Hiện nay Bát Tràng là một trung tâm gốm sứ lớn nhất cả nước và khu vực Đông Nam Á. Các sản phẩm càng ngày càng phong phú, đa dạng mẫu mã và chủng loại, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong và ngoài nước. Không chỉ là một món quà đẹp mắt mà còn là biểu tượng của sự tinh tế và đẳng cấp. Mỗi sản phẩm in logo của doanh nghiệp là một phần của câu chuyện thương hiệu gốm sứ nơi đây. Gốm Bát Tràng thì nó mang cái tính thủ công và nó mang cái tính sáng tạo của nghệ nhân, từng nghệ nhân một trong những cái sản phẩm ấy, và nó rất đa dạng sản phẩm. Và những sản phẩm ấy nó có mang tính bán thủ công, nghĩa là nó khoảng 5-60% là mang tính thủ công, chứ nó không phải sản phẩm mang tính công nghiệp. Lịch sử phát triển lâu đời hơn 400 năm, gốm Chu Đậu là niềm tự hào khi nhắc đến nghệ thuật gốm Việt Nam, là thương hiệu gốm cổ nổi tiếng của Việt Nam. Hiện nay có nhiều sản phẩm được lưu trữ ở nhiều quốc gia. Các bình gốm Chu Đậu được thiết kế rất đa dạng về kiểu dáng, kích thước phù hợp để trang trí trong các không gian. Các sản phẩm gốm Chu Đậu rất đa dạng về mẫu mã, chủng loại như bình lọ, đĩa cảnh, đồ thờ cúng, mặt hàng phong thủy, ấm chén, bát đĩa. Mỗi một sản phẩm nó không mang đơn thuần là hàng hóa, mà mỗi sản phẩm nó là một tác phẩm nghệ thuật mà được các nghệ nhân truyền tải thông điệp thổi hồn vào, tạo ra những sản phẩm nó mang giá trị. Ngoài cái giá trị sử dụng thì nó còn có giá trị về bản sắc, về văn hóa và tinh thần rất là cao. Chính vì thế mà đó, nhờ cái thương hiệu đấy thì nó là một cái tạo ra một cái dòng gốm thương hiệu riêng của Việt Nam và mình xuất khẩu đi các nước trên thế giới. Hưởng ứng của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, trong những năm qua doanh nghiệp đã đẩy mạnh tăng cường xúc tiến thương mại, phát triển thị trường nội địa và xuất khẩu. Các sản phẩm gốm Chu Đậu rất đa dạng về mẫu mã, xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Nhiều dòng sản phẩm mới có giá trị cao, trong đó dòng sản phẩm vẽ vàng kim hay còn gọi là sản phẩm truyền thống kết hợp hiện đại đang được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng. Muốn phát triển thương hiệu thì phải nâng cao, đẩy mạnh cái chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ. Đấy là cái hướng tới chúng tôi quyết tâm để sau cái thương hiệu mình nổi tiếng lên tầm quốc tế. Quá trình lịch sử gốm sứ Việt Nam đã trải qua nhiều bước thăng trầm. Dù rằng đến nay có những làng nghề đã không còn tồn tại, nhưng có những làng nghề vẫn duy trì nhờ vào sự tâm huyết với nghề. Với sự tài hoa khéo léo đến từ đôi bàn tay của các nghệ nhân đã góp phần không nhỏ trong việc nâng tầm chất lượng, thương hiệu sản phẩm gốm sứ Việt Nam từng bước lên những vị thế mới và ngày càng được nhiều bạn bè trong nước và quốc tế yêu thích.